Xong rồi nè. Nhanh vậy? Trời, Huệ giỏi quá. Đúng rồi, cái bài này hồi lúc á, nghĩa làm còn trầy trật hơn nhiều. Thì cũng nhờ có nghĩa chỉ thôi, chứ một mình Huệ á là bó tay rồi. Bữa nay mình học tới đây thôi nha. Bây giờ mình luyện tập bài hát nha. Ừ. Chờ Huệ đi lấy đàn. Ừ. Này Nghĩa, dạ thưa ba mới về. Dạ, con chào bác. Chuyện gì mà đang đứng trong nhà vậy? Vậy mà hở ra con nói con học hành là sao vậy Huệ? Học thì học, cũng phải giải trí chứ ba. Tụi con đang tập hát để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở trường sắp tới á. Bài đắt không à? Thôi, chuẩn bị công chuyện cho ba đi. Ba này. Thôi, để bữa khác mình tập. Giờ nghỉ về. Thưa bác, con về. Học hành không lo học hành, mà đặt đàn với hát.